Rồi, đề bài cho là căn x trừ 1 phần căn x nhỏ hơn 0 với x lớn hơn 0. Được chưa ạ? Thì ta có gì ạ? Ta có x lớn hơn 0, vậy suy ra căn x lớn hơn 0. Hiểu chưa? Vậy cho thấy căn x là số gì ạ? Số dương. Được chưa ạ? Và bạn nhớ giúp Lợi, nhân chia số dương chiều không đổi. Vậy từ đây nè, mình sẽ chiều không đổi nè. Đó, viết lại tử. Rồi, chia nè, chuyển qua thành thành nhân. Được chưa? Chiều này không đổi nè. Và tiếp tục căn x trừ 1 nhỏ hơn 0 nhân mấy cũng bằng 0. Sau đó trừ chuyển qua thành cộng nè, là căn x nhỏ hơn 1. Sau đó các bạn áp dụng căn A nhỏ hơn B khi và chỉ khi A lớn hơn bằng 0, B lớn hơn 0 và bình phương mất căn nhỏ hơn B bình. Rồi, từ đây các bạn đã xác định đâu là A nè, đâu là B nè. Thì A lớn hơn bằng 0, B lớn hơn 0 và bình phương mất căn. Được chưa ạ? Và tới đây, đây đúng rồi nè. Mà đề bài cho x lớn hơn 0 thì các bạn đổi cái hàng này thành x lớn hơn 0 và x nhỏ hơn 1. Sau đó các bạn vẽ trục ra 0, sắp xếp từ trái sang phải, từ số nhỏ đến số lớn. Lớn hơn 0 lấy bên phải bỏ bên trái, nhỏ hơn 1 lấy bên trái bỏ bên phải, vậy x thế x vào, vậy x lớn hơn 0 nhỏ hơn 1 nha bạn.